Hello mọi người, đây là Jun Vivu đây. Hôm nay mọi người cùng Jun đi cắm trại tiếp nha. Vì hôm trước đi picnic ở Sóc Sơn về vẫn còn lưu luyến nên hôm nay xóm trọ mình lại rủ nhau đi ra chân cầu Vĩnh Tuy để cắm trại. Và hôm nay chúng mình đã quyết định đi overnight nên chúng mình đã thuê thêm hai lều nữa để cắm nha. Vì lúc đi thì mình phải lái xe và lúc nãy nướng thịt thì mình cũng bận nên mình không quay được ngay từ đầu cho các bạn xem. Lúc này bọn mình đã ăn xong thịt xiêm nướng và cánh gà nướng rồi. Còn đây là cả đám đang ngồi đợi để nướng nốt con gà cho chín. À hôm nay là cuối tuần nên mọi người cũng như nó có cả đàn đấy, rất là đông, nghe hay đấy. Nói chung với em ra một cái đàn này đấy. Thôi thật, người ta đang hát sùng đấy kìa. Sang mượn sang xóm trọ mới nó học được cả đánh đàn. Wow. Nam ơi, Nam dạ. Em nghe tiếng đàn của thằng Trung đổ nó hay là hay đổ cái gì? Hôm nay thì bọn mình tập trung được đông hơn nha, những 10 người thôi. Và vì sao lại có buổi cắm trại ngày hôm nay? Đó là vì anh ở xóm trọ mình có một con gà ở quê mang lên. Và ông ấy đã rủ là có đi ra ngoài chân cầu Vĩnh Tuy để cắm trại hay không. Thế là mọi người đều đồng ý luôn. Ban đầu thì chỉ định đi vào ngày Chủ nhật thôi, nhưng về sau thì mọi người lại quyết định là đi từ tối thứ bảy cho vui. Thế là mọi người lại tụ họp về đây. Kể cả chị Nguyệt ở Sóc Sơn hôm trước đó cũng bắt xe buýt xuống luôn. Lấy cái quạt tay đâu Dung ơi? Ở trên bàn con gà này thì khá là to, tầm 4 cân cơ, nên chúng mình đứng 5 tiếng mà vẫn chưa chín. Mà cũng do là con gà bị bỏ vào tủ đá rồi nên để nó tan đá hơi bị lâu một chút. Mọi người có biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ là 12 giờ đêm nha. Quá. Anh Trung vừa ấy bảo là gà này lai với gà, lai với gà Hưng Yên. Đúng rồi, Đông Tảo mà. Đông Tảo mà. Gà này Đông Tảo mà. Chân to bằng cái cổ tay. Ăn xong đùi no hết rồi đúng không? Chưa. Đã được như nào? Vẫn chưa đúng không? Em thích cái cánh nhất. Ăn đi Trung. Ước gì được ăn cái cánh. Mỡ này. Nhầy nhầy. Đi chỗ ăn cái cánh. Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng con gà cũng chín rồi. Ôi trời, nó vàng ruộng luôn mọi người ạ. Da nó còn phải chứ. Gà nướng thì nướng thì phải ăn lúc nóng. Ôi trời, tay ấy ông này. Mình ngồi quay cùng quanh bếp và ôi trời. Đây. Giống như là con nuôi bằng thóc thì heo nhỉ. Nên ăn nó cũng ngọt và chắc thịt. Ôi trời. Mua ở ngoài chợ. Đỏ. Vẫn hơi đỏ. Nữa. Mình ăn thì nói hết thịt với bà Thanh Sương. Nhưng mà bà Thanh Sương không. Còn mình cắn ông Thanh với bà Thanh Sương trước thôi. Giờ mới đến phút quan trọng. Rồi chứ cần cắn miếng cho không quay cho đây. Tay to quá. Tay tay to quá. Đúng kiểu cắt như kiểu thịt ấy nhỉ, bánh mì tam giác ấy. Đấy, em vừa bảo sao? Người ta bảo là lươn ngon cái gì đấy. Ngon chưa? Không có thay thay ra, ngon nhỉ? Tưởng ra đúng rồi. Một loại món như là thịt ngan này, thịt xê. Chín rồi đấy, chín rồi, ăn luôn đi. Ăn này luôn. Thôi thì chúng mình cũng đã giải quyết gần hết con gà rồi. Bây giờ là 3 giờ sáng, mọi người đã vào trong lều và đi ngủ hết. Thực ra là mình cũng đã chui vào lều và định đi ngủ rồi. Nhưng mà do lều hôm nay mình thuê thiếu mất một cái dài ở bên dưới nên chỉ có một lớp vải mỏng thôi, nằm xếp với đất rất là lạnh nên mình đã không ngủ được. Đã từ rất lâu rồi mình mới lại được ngắm cảnh của cầu Vĩnh Tuy vào buổi đêm. À đúng rồi, lúc chúng mình đang nướng thịt thì có một chú lại cảnh báo là ở đây hay xảy ra trộm vào lúc đêm, trộm xe ấy mọi người. Thế nên chúng mình cũng sợ và tức để trộm xe luôn. Chân cầu Vĩnh Tuy. Và chính nhờ thế mình mới được ngắm cảnh Hà Nội vào buổi đêm như thế này. Mọi người thì đang yên trong giấc ngủ, còn bốn đứa mình thì ở ngoài sưởi ấm giấc ngủ cho mọi người. Đó là đốt củi đấy. Bây giờ đã là khoảng 5:30 rồi, nhưng trời cũng đã dần sáng ấy. Mình sẽ quay cảnh mặt trời mọc cho mọi người xem nha. Thực ra là mình cũng đã đi chơi ở rất nhiều nơi rồi, nhưng mà buổi sáng thì mình chưa bao giờ được đón bình minh cả. Thì mình toàn ngủ đến 9 giờ thờ mới dậy thôi. Nên hôm nay có lẽ là một cơ hội để cho mình được đón bình minh. Mọi người có nhìn thấy ở trên cầu kia có xe đang chạy không? Lúc này là máy của mình đang bị bắt nét không đúng ấy, nó không giống màu về thực tế ở ngoài nên mình đã phải ấn để lấy ánh sáng. Nhìn cảnh ở đây chiêu chiêu không mọi người, đẹp mê hồn luôn. Đợi mãi thì mặt trời cũng chưa mọc nên mình lại phải quay cam.
Thế là chúng mình lại thi nhau đứng chụp ảnh quay video. Đợi mình một chút, đây, để luôn phải quay sướng vào trong khung hình nhé. Mình không có lời nào để diễn tả được hết những cái cảnh đẹp mà mình thấy ở đây vào buổi sáng bình minh như thế này. Sau lần này thì mình sẽ quyết tâm những lần đi chơi tiếp theo mình sẽ dậy vào sáng sớm để mình đón bình minh, chứ không thể bỏ qua những cái cảnh đẹp. Chúng mình chụp trượt một hồi xong rồi thì mới gọi đám ở trong lều dậy. Đấy, mọi người vừa dậy là thi nhau phấn son rồi chụp ảnh để bắt được cái cảnh bình minh đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Jun. Hãy đăng ký và đồng hành cùng Jun trong những hành trình sắp tới. Chỉ cần được bên anh với các em, mong ước chi đâu xa.